Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn khắc phục cái lỗi mà khi các bạn cắm dây sạc vào máy iPhone với cái máy tính Windows thì nó các bạn không copy được các cái file có dung lượng lớn một chút, những cái file mà các bạn quay video clip mà dung lượng lớn các bạn copy được một lúc là nó báo lỗi, hoặc là copy mà không được. Thì cái lỗi này là nguyên nhân chỉnh nó rất là đơn giản thôi. Các bạn vào phần cài đặt nhé, hình cái bánh răng cưa này, các bạn tìm đến cái phần cài đặt chung, tìm đến phần xin lỗi, các bạn tìm đến phần ảnh cho mình nhé. Tìm đến phần ảnh, trong cái phần ảnh này các bạn kéo xuống dưới cùng này. Đấy, nó có một phần chuyển đến máy Mac hoặc là PC. Những cái bạn bị lỗi không copy được như vậy thì là do các bạn để ở cái chế độ tự động này. Chế độ tự động này thì nó sẽ cần phải có sự tương thích giữa cái đuôi của cái video mà các bạn quay ấy, với máy tính Windows ấy, thì nó rất là nhiều cái máy mà nó không tương thích. Tức là có thể do cái hệ điều hành mới nhất thì mình không biết, nhưng mà hầu hết những cái phiên bản trước đây thì nó đều không tương thích. Thì các bạn chọn cái phần giữ lại cái bản gốc này. Đấy, giữ lại bản gốc này. Đấy, chỉ gần như vậy thôi là các bạn có thể cắm cáp sạc vào để copy thoải mái mà nó không ảnh hưởng gì cả và tốc độ rất là nhanh. Ok, thì clip hướng dẫn của mình cái mẹo để khắc phục cái lỗi copy trên điện thoại iPhone của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bạn.